Yến xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay Yến quay trở lại thăm nhà của hai vợ chồng em Khang với lại em Hoa. Hoàn cảnh gia đình mà trước đây Yến có chia sẻ, và hôm nay thì Yến nhận được sự giúp đỡ của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, nên Yến quay trở lại để báo tin cho gia đình biết. Và thì hôm trước Yến chia sẻ về hoàn cảnh thì hai vợ chồng có hai đứa con trai nhỏ, và hai vợ chồng đều đi làm mướn hết, mà cũng giỏi lắm cô chú anh chị, cũng chịu đi làm. Và hai đứa bé thì Yến có nghe nói là hai đứa bé bị thiếu máu, cho nên nó là thường xuyên là phải uống thuốc, rồi cũng có khi phải đi vô bệnh viện để truyền máu, cho nên nó là tốn cái tiền chi phí này. Cho nên hai vợ chồng thì nghèo khó ở trong quê, mà ở tận sâu lắm, không phải là ở phía bên ngoài nữa, cho nên nó là hai chồng đi làm mướn bao nhiêu là tiền lo cho mấy đứa con hết, thì không có khả năng để lo cho cuộc sống. Mấy cái điều kiện thiếu thốn giống như là ở trong đây, là ở sâu trong đây không có tiền để vô điện, tại vì cái đường điện rất là sâu, mà nếu mà vô thì chi phí rất là cao. Và về cái phần nước thì tại không có nước sạch xài, mà xài cái nước mưa ở sau nhà. Hôm bữa Yến có chia sẻ là nước rất là ô nhiễm, vợ chồng con cái đều xài cái nước đó. Và thêm cái nữa, ngôi nhà thì rất là nhỏ, nó giống như cái chòi chùi vịt gì đó, chòi vịt gì đó nhỏ xíu luôn, mà lụp sụp rồi đã vậy còn dột gách nát tùm lum hết, rất là khó khăn. Mà tại vì làm ra là phải lo cho con cái, cho nên không có khả năng để mà làm lại. Thì hôm trước khi mà Yến chia sẻ về hoàn cảnh gia đình của hai vợ chồng em, thì Yến nhận được sự giúp đỡ của cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình. Thứ nhất là về phần điện, làm điện và phần nước. Thì nước thì là mình ở trong đây thì mình chủ yếu là chắc là khoan cây nước thôi, tại vì trong đây không có nước máy. Về phần điện thì mình phải kéo điện, và Yến có hỏi là ở đây để xin vô điện, thì ở bên đây người ta nói là do cái đường đi vô đây là mình phải đi thông qua cái đất của người ta. Muốn vô điện, kéo điện thì mình phải cắm mấy cái trụ điện mà cắm trên đất người ta, thì mình không có xin được, thì mình phải nhờ địa phương xin phép giùm. Và thêm cái là mình phải mướn điện lực người ta làm, chứ không phải mướn thợ riêng làm. Cho nên cái phần này thì do là cái đường xa quá, mình tự làm thì nó không an toàn, cho nên là cho điện lực làm để đảm bảo an toàn luôn. Và bên địa phương thì cũng sẽ hỗ trợ cho mình cái phần này để mình làm, để mình xin vô điện đồ dễ dàng hơn nha. Thì Yến có hỏi sơ sơ thì cái giá mà để vô điện thì nó tầm khoảng 9 triệu hoặc là hơn, tại vì cái đường xa quá. Cho nên bây giờ đó là khi mà Yến đợi kêu thợ vô đo đạc rồi bắt đầu mới có thể là chính xác được, mình là biết được là làm khoảng bao nhiêu. Còn về phần nước thì vẫn làm với cái giá 6 triệu đồng một cây nước nha. Thì Yến xin cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cái phần điện với nước này cho gia đình. Thì chút nữa Yến sẽ cuối video thì Yến sẽ công bố rõ cái phần giúp đỡ này của các cô chú Mạnh Thường Quân. Và hơn nữa thì Yến còn nhận được thêm sự giúp đỡ của rất nhiều cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình với một số tiền để gia đình có thể làm lại căn nhà mới cho vợ chồng con cái ở, cho đỡ dột mưa. Tại bây giờ hiện tại căn nhà là ga lá dột hết trơn á cô chú anh chị, vô mùa mưa là chịu không nổi, nhà thấp lụp sụp ở dưới luôn. Về phần này thì Yến cũng sẽ công bố danh sách trong cuối video ngày hôm nay rõ ràng. Và ngoài ra thì hôm nay Yến còn nhận được thêm sự giúp đỡ là của nhóm Hoa Sen Chân Như California Arizona và gia đình, thì giúp đỡ cho gia đình một số tiền là những cái phần quà. Thì chút nữa vào gia đình thì Yến sẽ công bố về cái phần này. Và thêm cuối cùng là ngày hôm nay Yến còn nhận được thêm phần quà là của cô Út Thái Kim Hưng ở bên Paris, bên Pháp, thì giúp đỡ cho gia đình số tiền 500.000 đồng để nhờ Yến là mua đồ ăn cho gia đình. Thì Yến có mua là gạo 10kg là 120.000, một thùng sữa cho mấy bé là 200.000, một lọc bọc lạp xưởng là 85.000 đồng, và thêm một ít bánh kẹo cho mấy bé nữa là 100.000 nữa. Và xin cảm ơn tất cả các cô chú Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình của hai em. Bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến vào thăm gia đình nha. Quá ơi. Dạ. Nay chị lại thăm ha. Nay có quà của Mạnh Thường Quân cho mình á. Đây quá đây. Cô qua chơi đó con. Ừ. Cô qua chơi. Giỏi quá. Cũng qua chơi. Này cho bánh nè, cho bánh nè hai đứa. Xanh. Nếm. Chưa biết nữa chị. Rồi. Ở ngoài còn bao gạo nữa em ngoài lấy bao gạo vô ha.
Mấy hôm nay có đi làm không em? Dạ có chứ. À, đi làm hải sản nha. Yeah. Bây giờ chuyển qua làm nông sản rồi chứ. Tại bên hải sản hết tôm, làm nông sản lại. À, nông sản rồi mình làm cái gì em? Dạ gọt sen, bào cà rốt với bào khoai lang đồ á. Vậy hả? Dạ. À, bào cái đó là tính ký phải không ha? Dạ ký. À, ký rồi ta cho mình nhiêu tiền em? Cái đó em cũng không biết nữa, mà em làm cũng được ngày trăm mấy như cũ à. À vậy là cũng tính theo ngày trăm mấy vậy đó ha. Dạ. À, rồi em trai lúc này có làm công việc gì không? Em mới được đi phụ hồ được 2-3 ngày. À, 3 ngày. À, mấy ngày nay là bắt đầu đi phụ hồ cho người ta. À, rồi, coi như hai chồng cũng có công việc làm ha. Dạ. À, rồi bé bữa giờ nó khỏe không em? Nó có bị gì không? Dạ khỏe chứ. À, hết bệnh hết gì rồi. À, bữa nay chứ lại chứ thấy hình như có mới mua thêm cao su treo hả? Dạ, tại bữa hổm trời mưa nó dột, chạy lấy cao su mẹ à. Dạ, treo lên đại đừng cho dột nè. Rồi, à, bữa nay chị quay lại thăm á, gia đình thì có quà cô chú Mạnh Thường Quân gửi tặng giúp đỡ cho gia đình mình ha. À, thứ nhất là có cái phần này là của cô Út Thái Kim Hưng ở bên Paris Pháp, rồi có cho mình gạo, sữa, bánh vô cho mấy đứa nhỏ, lập xưởng đâu. Ha. À, với lại hôm nay thì chị cũng có tin vui muốn báo cho hai gia đình mình biết ha. Là có cô chú Mạnh Thường Quân có tặng cho mình một số món quà thì hôm nay chị đến để trao ha. Thì có nhóm Hoa Sen Chân Như ở bên California, Arizona và gia đình thì có giúp đỡ cho mình các cái phần như sau. Là có tặng cho em là 50 đô Mỹ, là tương ứng 1.170.000, là tặng để cho em mua thuốc bổ cho bé nó uống ha. Và bữa nghe nói là nó phải uống thuốc rồi. Thuốc bổ máu hả? Dạ, bổ máu. À, bình thường thuốc đó là khoảng bao nhiêu tiền em nhớ không? Dạ, hình như là đi lấy quận gì cũng 300 mấy. Mà uống có 7 ngày à. Thôi, quận gì có 300 mấy. Dạ, ngàn. Tại lấy là... 2 đứa uống. Mà uống có 7 ngày thôi. Dạ, 7 ngày. Trời ơi, vậy tính ra chi phí cũng cao ha. Có được bảo hiểm bớt hay là gì không em? Dạ, bảo hiểm thì mình nằm viện thì mình bớt. Còn đó mình mua thuốc ngoài luôn á chứ. Lấy to bên bệnh viện đi mua thuốc ngoài uống luôn á. Cái đó bảo hiểm không có thanh cho mình hả? Dạ không, còn nằm viện thì mới là thanh toán bảo hiểm. À vậy đó ha. Người coi mỗi lần mua vậy là 300 mấy ngàn. À, bữa nay cô chú cho 50 đô Mỹ để mua thuốc bổ, cho tụi em thêm 50 đô Mỹ là tương ứng 1.170.000, thì giúp cho hai em là mua ít gà để mình chăn nuôi ha. Với có cô chú Mạnh Thường Quân có trong nhóm cũng có cho thêm 70 đô nữa, tổng cộng là 1.638.000 là để cho hai đứa tiền sinh hoạt. Dạ. À, thì tổng cái phần này là cô chú giúp đỡ là 3.978.000, tương ứng là 4, coi như là tầm chẳng là 4 triệu đó ha. Đây là cô chú trong nhóm Hoa Sen Chân Như ở California, Arizona và gia đình giúp đỡ cho gia đình mình ha, là 4 triệu rồi gửi cho em ha. Dạ, em xin cảm ơn ha. Không biết nhau. À, đứa nào nói cũng được, hai vợ chồng dành nói cảm ơn. Vậy tốt không chế? Em xin cảm ơn chế bên bên nhóm bên nhóm. Cứ nói cô chú Mạnh Thường Quân được. Dạ, em xin cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho em. Xin cảm ơn. Thì cái này là cô chú ở trong nhóm Hoa Sen Chân Như ha, là giúp đỡ cho mình, cô chú ở bên Mỹ ha, là giúp đỡ cho mình, giúp cho mình có tiền mua thuốc bổ cho bé uống ha, rồi cho chăn nuôi, rồi với lại em một ít tiền để em có chi tiêu sinh hoạt trong gia đình ha. Dạ. Và mình có thể trong thời gian này mình mua ít cao su để mình che chắn đỡ. Dạ. Cho kính ha em ha. Với hôm bữa là chị vô thăm gia đình á, thì chị có nghe hoàn cảnh gia đình nói là không có nước, không có điện. Dạ. Đúng không? Dạ. Rất là khó khăn cái phần này. Thì hôm nay chị đến đây thăm thì chị cũng báo tin cho, tin mừng cho gia đình mình biết. Thì có cô chú Mạnh Thường Quân có tặng giúp đỡ cho mình cái phần điện với lại làm một cái nước sạch để cho hai chồng mình. Nghe tin này em có mừng không? Dạ mừng chứ. Hồi hộp mừng nữa. Dạ có điện cái gì xài quá trời mừng rồi chứ ai. Mừng nghe. Dạ. Rồi chứ nhà vậy đó cô chú anh chị nằm sâu trong ruộng mà được có một cái bóng đèn để xài à. Đó cái bóng đèn đó bữa nay mở được chưa? Dạ mở được chứ. Mở được không? Có cái đồ sạc ở đây không? Ủa, bóng đèn này thì không, có bóng đèn nhỏ kia thì mở. Bóng này cũng sáng. À, bóng này hả? Đâu đâu mở thử rồi, mở thử rồi nha. À, mở thử cho cô chú coi. Trời mỗi lần mở phải ghim vậy đó hả? Đó là cái bóng đèn có chút xíu ở trên đó đó. Trời ơi, thấy cầu ấy không? Cô chú anh chị thấy cái bóng đèn có chút xíu vậy là nguyên một cái phòng vậy là 4 người ở xài cái bóng đèn đó thôi. Rồi tắt đi em ơi để hao điện. Đó. Dạ, là xài cái bình này ha. Dạ. Rất là
Coi như là xài bữa nói là chỉ mở một bóng đèn đó thôi là mở được 5 đêm. Dạ. Con mở cái bóng đèn này là nó sẽ mau hơn. Dạ, mau hết. Nó có một đêm gì là nó hết rồi, bữa xài có một lần một là nghỉ xài. Trời ơi, vậy đó hả? Hao dữ ha. Dạ. Thì bữa nay chị vô thăm thì có cô chú Mạnh Thường Quân có tặng cho mình đó là chú Tôn Khánh Hiền ở bên Mỹ, thì có tặng cho mình một cây nước sạch, số tiền là 6 triệu đồng để cho mình làm một cái cây nước sạch để sử dụng. Mai mốt mà hai vợ chồng không có xài cái nước mưa ở đây nữa ha, xài nước sạch ha, nước cây ha. Với lại là có các cô chú Mạnh Thường Quân có giúp đỡ một số tiền là 9.075.000 để làm điện. Tại cái phần điện ở đây là do mình ở đây sâu quá cho nên là kéo vô hơi xa, thì chị có hỏi bên điện lực thì người ta nói là cái chi phí là tầm khoảng 9 triệu hơn cỡ đó, tại vì đường mình xa quá, sâu quá chừng luôn, không có được nghe ở ngoài đầu đường. Ở ngoài đầu đường thì đỡ hơn chút, gần hơn. Thì về cái phần điện thì chị sẽ kêu bên điện lực vô để làm cho mình ha. Dạ, em xin cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho em phần vốn và cho điện và cái nước đồ, nước sạch đồ để em xài, cũng xin cảm ơn. Mừng không em? Dạ, em cũng mừng. Nha, hai chồng mừng rồi, thì bây giờ có điện có nước rồi cũng gán làm ha. Dạ. Rồi hôm bữa chị có nghe nói là có mơ ước cái gì đó, em có nhớ không? Dạ, mơ ước là có 5-6 triệu lợp mái tôn. Dạ. Mong là ước là có được thêm 5-6 triệu để lợp lại cái mái tôn mới ha. Để mưa vô đừng có dột, phải không? Dạ. Thì bữa nay chị vô thì chị cũng có một cái tin vui lớn luôn, muốn báo cho hai chồng biết là được cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mình một cái số tiền để có thể làm lại căn nhà mới. Tại thấy cái nhà của em thứ nhất là nó hấp lụp sụp nè, rồi dột nó không riêng gì dột ở mái mà nó còn dột ở xung quanh nữa. Hơi dách rồi là dột hết trơn á nha. Đó, cho nên là giúp cho gia đình mình là có tiền để làm lại nhà mới luôn ha. Nghe tin này hai đứa có bất ngờ không? Dạ bất ngờ lắm chứ. Dạ. Em xin cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ là cho có điện nước xài, có nhà nữa, là xin cảm ơn, rất cảm ơn. Rồi hai vợ chồng mình có mong ước hiệu nhà mới, là có mong ước nhà mới nó sẽ như thế nào không? Dạ là cũng không mong ước gì nhiều, là chỉ là cần có nhà ở, có chỗ che nắng che mưa là được chứ. Có chỗ che nắng che mưa là được rồi ha. Dạ. Chứ không có mong ước gì ha, là dạ, nể kín đáo đúng không? Dạ. Thì chị cũng xin báo cho hai vợ chồng em biết, cho hai chồng em vui. Cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mình cái số tiền làm nhà lại là tới hơn 100 triệu lần. Để hai vợ chồng có thể làm lại căn nhà mới là cứng cáp luôn ha. Nghe cái số tiền này hai đứa em có bất ngờ, có suy nghĩ gì không? Dạ có chứ. Em tưởng là chỉ là được 5-6 triệu lột mái tôn thôi, giờ được tới căn nhà là cái chứ. Mừng quá. Cung. Dạ em cung luôn. Mừng ha. Dạ. Rồi nếu mà cô chú không có giúp đỡ thì hai vợ chồng nhắm có kiếm được cái số tiền mà hơn 100 triệu này không? Dạ không đâu chứ, em kiếm luôn cả 5-6 triệu là lột mái tôn là chưa kiếm được tới khả năng đó nữa chứ. Dạ. Tại con em bệnh lên bệnh xuống rồi, làm vợ chồng làm cũng không đủ xài nữa, tiền sữa tiền tả cho con không à. Dạ. Nó còn bị bệnh nữa đúng không? Bởi vậy là hai chồng làm nhiêu là lo cho con cái hết rồi. Dạ. Rồi đâu có khả năng đâu. Phải lợp 5-6 triệu lợp mái tôn lại cũng không có tiền nữa. Giờ được cô chú giúp đỡ rồi ha. Thì mình xây nhà thì cái này hơn 100 triệu lận, nhưng mà mình không có xây hết tới số tiền trăm hơn. Thì mình để dành một ít để sau này mình còn lo cho mấy đứa nhỏ với làm vốn để mình chăn nuôi hay là mình làm cái gì đó, trồng trọt gì nữa để mình có kinh tế sau này nghe hai em ha. Đó, thì giờ cô chú giúp đỡ rồi, hai vợ chồng cũng cố gắng nha, đừng có phụ lòng cô chú ha. Dạ, vâng, em xin cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho em phần vốn này, cũng giúp đỡ cho em nghe đâu 100 triệu để sửa nhà, làm lại nhà mới, em cũng rất mừng, xin cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân. Dạ. Thì bây giờ trước mắt đó là cái chị trao cái phần tiền cô chú Mạnh Thường Quân giúp mấy thì là trao cho hai vợ chồng em ha. Thì về phần nước điện thì chị sẽ cố gắng sắp xếp sớm ha, rồi để cho hai chồng mình có nước có điện xài trước. Do là cái đường điện nhà em là do em nằm ở trong đây sâu quá cho nên là cái này là đi qua đất của người ta, mình xin cắm điện thì không có được, cho nên là xin nhờ bên điện lực người ta xuống người ta sẽ làm, với lại bên điện lực làm nó đảm bảo an toàn hơn, là mình không có mướn thợ nữa, mà cái này là điện lực làm luôn, công ty điện
là người ta làm để đảm bảo an toàn, rồi đợi khi mà có điện rồi thì mình mới phan cây nước được để sử dụng được ha. Hai phần này sẽ cố gắng làm trước cho hai vợ chồng em. Còn về phần nhà thì chị sẽ sắp xếp, tại vì đang xây ở bên kia, thì xây bên kia xong thì bắt đầu mới qua đây xây của hai vợ chồng em được. Thì trong thời gian này là cô chú có giúp đỡ cho mình một số tiền đó, thì mình mua thêm cao su ít mình che chắn cho kín đáo hai vợ chồng em ha. Rồi bây giờ nè, có nhà mới, mai mốt có nhà mới rồi, bây giờ có hai đứa con rồi, có hai chồng có tính đẻ thêm nữa không? Dạ chưa chứ ơi, hai đứa này là khổ lắm rồi, không giờ không muốn đẻ nữa đó chứ. Đang nghĩ đẻ rồi ha. Giờ hai đứa cũng đủ nuôi rồi ha. Hai vợ chồng đứa xách đứa sáng đi làm, đứa xách theo đứa đi ra ngoài đúng không? Em xách đứa, chồng em xách đứa. Bởi vì cực khổ lắm rồi, bây giờ thôi giờ mình kinh tế mình không có được khá giả cho nên mình đủ nuôi rồi ha. Rồi thì bữa nay chị vô báo tin vui cho hai vợ chồng biết, với lại tặng quà cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Thì mong hai em được cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì mình cố gắng phấn đấu ha, gắng đi làm để lo cho con cái rồi đi học, phải không? Mấy đứa nhỏ mai mốt tới tuổi đi học thì gắng cho đi học nha, đừng có để cho nó nghỉ nha. Dạ kính thưa cô chú anh chị, vừa rồi Hiển vào thăm gia đình của hai vợ chồng em Khang em Hoa để trao quà cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ tặng quà và cũng thông báo tin vui cho gia đình, thì hai chồng em rất là mừng và Hiển rất là thương. Tại vì hai chồng nói là mơ ước là nghĩ là được giúp đỡ là 5-6 triệu để làm lại cái phần ton, giống như là hôm bữa nói mơ ước thôi, nhưng mà không ngờ là được nguyên cả căn nhà mà còn được cái số tiền hơn cả 100 triệu nữa. Hai vợ chồng rất là mừng và nói là nếu mà không được giúp đỡ thì hai chồng không có thể nào mà kiếm được cái số tiền nhiều tới như vậy được. Và rất là cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình. Sau đây Hiển xin chia sẻ về số tiền các cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho các phần. Trước tiên Hiển xin nói về cái phần điện. Về phần điện thì Hiển nhận được sự giúp đỡ cho tới ngày hôm nay là 9.075.000 đồng. Thì trong đó có ông Trần Văn Luận và bà Ngô Thị Lễ ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng, gia đình cô Lễ Châu Maji và người bạn ở bên Canada gửi tặng 100 Canada, tương ứng 1.820.000 đồng. Nhóm Hoa Sen Chân Như California Arizona và gia đình gửi tặng 50 đô Mỹ, tương ứng 1.170.000 đồng. Cô Ba ở Phần Lan gửi tặng 2 triệu đồng. Chú Tôn Khánh Hiền ở Mỹ gửi tặng 1.020.000 đồng. Cô Kiều Sắm Chế, cô chú Diệu Dân và Ryan Khu ở bên Úc gửi tặng 1 triệu đồng. Chị Lan Hương ở bên Úc gửi tặng 1.065.000. Tổng số tiền nhận được là 9.075.000. Thì cái phần làm điện thì Yến sẽ kêu thợ vô để đo đạc. Thì khi mà có cái báo giá chính xác thì Yến cũng sẽ báo lên video cho cô chú anh chị biết. Thì cái phần này là Yến báo trước, là cái phần mà nhận được 9.075.000 này là Yến nhận được tới thời điểm này. Xin cảm ơn cô chú anh chị. Và có thêm cái phần nước thì như hồi nãy có báo là được chú Tôn Khánh Hiền ở Mỹ thì có giúp đỡ thêm một cây nước sạch là 6 triệu đồng. Xin cảm ơn chú. Tiếp theo là cái phần mà xây nhà thì Yến cũng xin thông báo về cái số tiền được cô chú Mạnh Thường Quân giúp cho xây nhà. Tổng số tiền Yến nhận được là 110.701.000 đồng. Thì trong đó có cô Ngọc Châu, chú Thanh Kim và hai con là Vicina và Trinda ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.340.000 đồng. Chị Mỹ Giang ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Vợ chồng của chị Liễu Anh Bang ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.340.000 đồng. Vợ chồng của anh Tòng và hai con Alina và Liam ở Mỹ gửi tặng 1.131.000 đồng. Cô Hằng ở Canada gửi tặng 1 triệu đồng. Chị Long Phan ở Sài Gòn gửi tặng 4 triệu đồng. Cô Lê Nguyên ở Cali, Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ, tương ứng 4.680.000 đồng. Bác Hoàng Văn Nhân ở Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ, tương ứng 1.170.000 đồng. Chú Thu Cô Tuyết ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.340.000 đồng. Chú An Tô ở Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ, tương ứng 1.170.000 đồng. Cô Lê Kim Hoa ở Cali, Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ, tương ứng 1.170.000 đồng. Gia đình bác Tú Chi ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Gia đình anh chị Liên Nguyên ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Gia đình chị Mỹ và hai con Khang Khải ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Gia đình cô Lễ Châu Mari và người bạn ở bên Canada gửi tặng 150 Canada, tương ứng 2.730.000 đồng. Nhóm Hoa Sen Chân Như California Arizona và gia đình gửi tặng 80 đô Mỹ, tương ứng 1.872.000 đồng. Cô Từ Bi Hoa, cô Từ Tâm Hạnh ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Cô Nhung Trần ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.340.000 đồng. Chú Mạc Ten ở Canada gửi tặng 50 Canada, tương ứng 910.000 đồng. Chị Trung Mỹ Thu ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Chị Cindy Nguyễn ở Mỹ gửi tặng 2 triệu đồng. Chú Đức Giang và cô Đái Nà Giang ở Canada gửi tặng 1 triệu đồng. Cô chú Giang Di Hoa Trâm
Trâm ở bên Úc gửi tặng 1 triệu đồng. Bác Mạnh Thường Quân ở Houston, Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ, tương ứng 1 triệu 170 ngàn đồng. Chú Katie ở bên Cali, Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2 triệu 340 ngàn đồng. Cô Dung, chú Vinh ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Chị Xuân, chị Thu ở bên Úc gửi tặng 1 triệu đồng. Nhóm Tình Thương Mến Thương ở Mỹ gửi tặng 1 triệu 200 ngàn đồng. Chú Richardson Vũ và chú Linh Ấn Độ ở Mỹ gửi tặng 1 triệu 038 ngàn đồng. Chị Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng 500 ngàn đồng. Cô Ba ở Phần Lan gửi tặng 2 triệu đồng. Anh Nhân ở Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ, tương ứng 1 triệu 170 ngàn đồng. Anh Kim ở Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ, tương ứng 1 triệu 170 ngàn đồng. Cô Nico Võ ở Pháp gửi tặng 1 triệu đồng. Cô Mạnh Thường Quân giấu tên ở Cali, Mỹ gửi tặng 500 ngàn đồng. Cô Chiêu ở bên Úc gửi tặng 500 ngàn đồng. Cô Nguyễn Tuyết Hồng ở Mỹ gửi tặng 500 ngàn đồng. Cô Huyền ở Canada gửi tặng 500 ngàn đồng. Chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở San Jose, Cali, Mỹ gửi tặng 500 ngàn đồng. Chú Dân Chương ở Canada gửi tặng 500 ngàn đồng. Cô Hải Vân ở Cali, Mỹ gửi tặng 500 ngàn đồng. Chú chị Hương La ở bên Úc gửi tặng 500 ngàn đồng. Chú Hào ở Mỹ gửi tặng 500 ngàn đồng. Anh chị Bùi Anh Phủ ở Canada gửi tặng 500 ngàn đồng. Chú Tám Đời ở Mỹ gửi tặng 500 ngàn đồng. Cô Tuyết Hà ở Mỹ gửi tặng 500 ngàn đồng. Gia đình Phương Châu, quận 8, Sài Gòn gửi tặng 2 triệu đồng. Cô chú Mạnh Thường Quân ở Florida, Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Nhóm chú Khanh, cô Bích Hồ ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2 triệu 340 ngàn đồng. Cô Mạnh Thường Quân có pháp danh là Hạnh Tâm ở quận 8, Sài Gòn gửi tặng 1 triệu đồng. Cô Lành ở Mỹ gửi tặng 2 triệu đồng. Cô Lai ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Cô Huệ Ngọc ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Chú Minh ở Sài Gòn gửi tặng 1 triệu 500 ngàn đồng. Chú Người Thượng ở bên Cali, Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Chị Ngọc An ở Đài Loan gửi tặng 2 triệu đồng. Anh Tắc Quý ở Canada gửi tặng 150 Canada, tương ứng 2 triệu 730 ngàn đồng. Cô Huỳnh Huyền Trân và chú David Matt ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Chú Tài Trần và cô Năm ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Cô chú Mạnh Thường Quân ở Portland, Oregon, Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Bác Đức Bác Khang ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2 triệu 340 ngàn đồng. Cô Lâm Thị Thu Thủy ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Cô chú Danh Dung ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Cô Mạnh Thường Quân ở KCMO, Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Bác Lan ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Anh Trần Diêu Hứ ở bên Úc gửi tặng 1 triệu đồng. Nhóm các anh chị ở bên Na Uy gửi tặng 1 triệu đồng. Cô Út Thái Kim Hưng ở Paris, Pháp gửi tặng 1 triệu đồng. Bác Nguyễn Minh Hùng ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Dì Huỳnh Kim Hiền ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Cô Hà Thị Thao ở bên Paris, bên Pháp gửi tặng 1 triệu đồng. Cô Thủy ở bên Úc gửi tặng 1 triệu đồng. Cô Diệu Hường ở Pháp gửi tặng 1 triệu đồng. Anh Lý Steven ở Mỹ gửi tặng 2 triệu đồng. Cô Trịnh Tú Mai ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Cô Bốn ở Virginia, Mỹ gửi tặng 2 triệu đồng. Cô Chú Vân ở Texas, Mỹ gửi tặng 2 triệu đồng. Cô Ái Vì Ngô ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2 triệu 340 ngàn đồng. Cô Nghĩa Nguyễn ở San Jose, Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Chú Mạnh Thường Quân ở Mỹ quê, ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng gửi tặng 1 triệu đồng. Chị Tâm Nguyễn ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Cô chú Minh Nguyệt ở Mississippi ở Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ, tương ứng 1 triệu 170 ngàn đồng. Cô Võ Thị Lan ở Cali, Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Cô Thu Liên ở Sài Gòn gửi tặng 1 triệu đồng. Anh chị Hải Loan Liễu ở bên Úc gửi tặng 1 triệu đồng. Chú Minh, cô Hoa ở Cali, Mỹ gửi tặng 2 triệu đồng. Tổng số tiền nhận được là 110 triệu 701 ngàn đồng. Dạ, và ngoài ra Yến còn nhận được thêm sự giúp đỡ là của cô chú Trang Di Hoa Trâm ở bên Hút có gửi tặng 500 ngàn là giúp cho gia đình mua thêm gạo nhu yếu phẩm, thì phần này Yến sẽ mua vào khi mà cắt xong nhà. Dạ. Vừa rồi là Yến đọc qua danh sách các cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho xây nhà, thì phần dư gia đình có thể giúp để lo cho mấy đứa nhỏ đi học, với lại là có tiền để mình làm kinh tế rồi chăn nuôi trồng trọt, hay là muốn buôn bán gì đó, gia đình có cái số vốn nhỏ để buôn bán sau khi xây nhà. Dạ. Và Yến cũng xin chia sẻ thêm về cái phần mà nhóm của cô chú Hoa, nhóm Hoa Sen Chân Như ở California, Arizona và gia đình ở bên Mỹ, thì cái nhóm của các cô chú đã giúp đỡ cho một số tiền là tổng cộng là 300 đô Mỹ. Yến nhận được là 300 đô Mỹ tương ứng 7 triệu 020 ngàn đồng. Thì số tiền này là cô chú có dặn trong các phần là giúp đỡ xây nhà là 80 đô Mỹ, làm điện là góp vô phần làm điện là 50 đô, mua thuốc bổ cho bé là 50 đô, vốn chăn nuôi là 50 đô, tiền sinh hoạt là 70 đô. Thì cái phần này thì nãy giờ là Yến đã đọc và cũng đã trao. Thì trong cái phần mà mua thuốc bổ là Yến đã trao rồi, tiền vốn chăn nuôi 50 đô là Yến cũng trao rồi, và tiền sinh hoạt chi tiêu 70 đô thì nãy Yến cũng đã vào trao rồi. Thì còn phần xây nhà với phần điện thì Yến đã công bố trong danh sách là làm điện với nước nha. Dạ, và trong nhóm Hoa Sen Chân Như California, Arizona và gia đình ở Mỹ thì đã gửi 300 đô Mỹ, thì bao gồm các cô chú Mạnh Thường Quân ở trong nhóm đã giúp đỡ như sau. Dạ, có chú Nguyễn Đức, cô Thu Lan gửi tặng 15 đô Mỹ, ông Nguyễn Ẩn, bà Xuân Hoa gửi tặng 10 đô Mỹ, chú Nguyễn Quý gửi tặng 10 đô Mỹ, bà Ngọc Sương gửi tặng 10 đô Mỹ, cô Nguyệt Thanh, chú Bảo Hiệp gửi tặng 10 đô Mỹ, bà Trần Thưởng gửi tặng 5 đô Mỹ, bà Trần Marie gửi tặng 5 đô Mỹ, cô Yến Lan và chú Tuấn gửi tặng 15 đô Mỹ, chú Cường Lan
Lan và cô Loria gửi tặng 15 đô Mỹ, cô Hồng Lan gửi tặng 10 đô Mỹ, chú Sĩ Lan gửi tặng 10 đô Mỹ, cô Phượng Lan gửi tặng 10 đô Mỹ, chú Nguyễn Vĩnh gửi tặng 5 đô Mỹ, chú Hoàng Châu và cô Trâm Trần ở Mỹ gửi tặng 15 đô Mỹ, ông Bon, bà Võ Trúc, cô Hoàng Phúc gửi tặng 15 đô Mỹ, chú Nguyễn Trúc gửi tặng 10 đô Mỹ, cô Yến Nguyễn gửi tặng 10 đô Mỹ, ông Ngọc Ẩn, bà Thảo gửi tặng 10 đô Mỹ, cô Ngọc gửi tặng 10 đô Mỹ, cô Hằng Nguyễn gửi tặng 10 đô Mỹ, sư cô Như Nguyễn, chú Bảo Hưng, cô Đoan Khanh gửi tặng 15 đô Mỹ, cô Gọn, chú Bủ Trần gửi tặng 10 đô Mỹ, cô Jennifer gửi tặng 55 đô Mỹ, bà Trâm Nguyễn gửi tặng 5 đô Mỹ, cô Kim Loan gửi tặng 10 đô Mỹ, bác Mỹ Khánh, bác Cảnh Đức gửi tặng 10 đô Mỹ, cô Hồng Lê, chú Hòa, dì bé gửi tặng 15 đô Mỹ, cô Mai Thu Lan và em Jenny gửi tặng 10 đô Mỹ, cô Kim Hoa Ngọc Hải gửi tặng 10 đô Mỹ. Đó là phần 300 đô Mỹ được nhóm của cô chú giúp đỡ cho gia đình của hoàn cảnh em Khang với em Hoa. Vừa rồi Yến đã đọc qua hết tất cả phần danh sách cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hoàn cảnh của em. Yến xin thay mặt cho gia đình xin cảm ơn tất cả các cô chú Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình của em. Thì như Yến có nói là phần điện nước Yến sẽ cố gắng tiến hành sớm cho gia đình sử dụng, và xây nhà Yến cũng sẽ gắng sắp xếp để cho gia đình có thể có nhà mới dọn được ở. Mỗi công việc khi mà Yến làm tới đâu thì Yến sẽ thông báo tình hình cho cô chú anh chị được biết trong video sau. Một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều, và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.